Xin chào tất cả các bạn, ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái plugin free để chúng ta có thể là mở rộng cái âm thanh đơn của chúng ta, tức là âm thanh mono của chúng ta nghe trở nên rộng hơn. Ví dụ như là chúng ta đang làm nhạc với cả những cái bản nhạc đến từ MIDI chẳng hạn, hoặc là những nhạc cụ ảo, ví dụ synthesizer. Thường thường synthesizer nó nhân là những âm thanh mono, hoặc là những nhạc cụ khi chúng ta thu âm, ví dụ như là giọng hát của chúng ta, hoặc là những nhạc cụ mà chúng ta thu âm bằng mono track, ví dụ như guitar chúng ta thu âm một âm thanh đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn mở rộng cái âm thanh nó ra, chúng ta muốn nghe âm thanh nghe trở nên rộng hơn thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu chúng ta sử dụng các cái trình xử lý âm thanh mở rộng âm thanh nổi bình thường thì nó chỉ sử dụng trên âm thanh nổi thôi, và âm thanh mono thì nó không sử dụng được. Vậy thì làm sao để chúng ta mở rộng âm thanh đơn mà chúng ta nghe cảm giác nó rộng hơn thôi, chứ chúng ta không phải là tạo một cái độ trễ. Nếu mà các bạn muốn là âm thanh tạo ra âm thanh giống như kiểu được thu âm bằng stereo thì lúc này các bạn sẽ phải sử dụng những cái kỹ thuật thu âm, hoặc là những cái plugin thu âm tạo ra cái gọi là double tracking, tức là nhân đôi bản nhạc của chúng ta. Tuy nhiên là việc nhân đôi bản nhạc thì nó không phải làm cho âm thanh trở nên wide hơn, không phải làm cho âm thanh trở nên rộng hơn, mà âm thanh trở nên rộng hơn và đơn thuần là nghe cảm giác trở nên rộng hơn thôi, chứ không phải là âm thanh được nhân 3 nhân 4. Chính vì thế ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, nói chung là free, nó khá là ok, khá là hữu dụng. Đó là chính là plugin Wider. Và plugin Wider này thì các bạn có thể download ở trên cái trang web của plugin đây, thì mình sẽ để cái link ở trong dòng chú thích của chúng ta. Vâng, khi các bạn download về rồi thì mình sẽ load vào đây và chúng ta sẽ trải nghiệm cái plugin này. Plugin này nó cũng dễ dàng thôi, các bạn chỉ cần load cái chữ Wider này vào là xong. Và bạn hãy nhìn thấy ở đây, cái giao diện nó rất dễ dàng, chỉ có một cái nút vặn của các bạn thôi. Đó chính là mở rộng ra, hết. Mở rộng vào, hết. Đấy. Nó đơn giản lắm, nó chẳng có cái gì cả, nhưng mà tác dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Giả dụ bây giờ mình có cái phần âm thanh đơn như thế này. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn mở rộng nó đi. Giả dụ chúng ta sử dụng cái plugin Ozone Imagine như thế này. Bạn có thể thấy là dù bạn đẩy lên thì nó không mở rộng được. Bởi vì plugin Ozone Imagine nó là plugin mà sử dụng trên âm thanh nổi. Đó, hoặc là những cái plugin nó sử dụng trên âm thanh nổi, nó chỉ mở rộng âm thanh nổi thôi. Nó không thể mở rộng theo cái thông thường được. Mà nếu các bạn đang sử dụng một cái phần mềm double tracking, giả dụ ở đây, cái này nó chỉ là giả lập cái double thôi, tức là giả lập kỹ thuật thu âm nhân đôi. Đó, nó không phải là kỹ thuật thu âm âm thanh nổi các bạn. Dù thế nào đi chăng nữa thì nghe vẫn như là hai cây guitar, thì đây gọi là kỹ thuật double, tức là kỹ thuật nhân đôi track của chúng ta. Và chính vì thế là cái nhu cầu đó chính là mở rộng trường âm thanh. Tôi chỉ đơn giản là muốn mở rộng trường âm thanh ra thôi, tức là muốn âm thanh nghe trở nên rộng ra và nó tràn ra hai bên tai chứ nó không tập trung ở giữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có plugin Wider. Bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh gốc, sau đó thì mình sẽ bật cái Wider lên nhé. Đó, âm thanh mono đơn đúng không? Bật lên này. Tăng lên nhé. Các bạn này nghe âm thanh nghe cảm giác nó tràn hơn, nó long lanh hơn. Thực chất là đây là một cái kỹ thuật xử lý về mặt phase của chúng ta mà thôi. Nó đơn giản, nó giống như kiểu một kỹ thuật xử lý phase của chúng ta mà thôi. Các bạn này nghe thấy là cái sự đảo phase, âm thanh trở lên long lanh hơn và nghe cảm giác âm thanh trở lên tràn hơn. Đó. Nó là một cái kỹ thuật về phase để chúng ta tiến hành. Nó là một kỹ thuật về phase để khiến âm thanh của chúng ta nghe có vẻ cảm giác là wider hơn, nghe cảm giác có vẻ là rộng hơn. Ok, thì đây là một cái check đơn mà sự xử lý với âm thanh mono. Bạn có thể nhìn thấy âm thanh check của mình đang được thu âm, đây là mono. Bạn cái cảm giác âm thanh nghe giống như là mở rộng. Thường thường âm thanh nhạc cụ ảo là những âm thanh mono, đặc biệt là những âm thanh từ những bộ tổng hợp synthesizer, thì nó sẽ nghe như này. Đúng không ạ? Bạn hãy nghe thấy âm thanh nghe rộng hơn, nó tràn hai bên tai hơn. Và rõ ràng là khi nó tràn hai bên tai này thì khi chúng ta mixing ấy, thì chúng ta có thể là nhét tất cả nhạc cụ hát vào giữa, rất là ok. Và nhạc cụ nó đưa sang hai tai rồi, rất là ok. Đó. Rồi. Rất ok các bạn. Quá đỉnh luôn. Tuyệt vời. Chả gì được bạn. Rất là ok.
đó. Nó thêm một chút phaser vào bên trong. Đó. Nó tạo ra một độ trễ kép. Nên là chúng ta sẽ nghe một chút phaser vào, nhưng mà âm thanh nghe cảm giác nó được chuyển sang hai bên. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở một wider lên. Hoàn toàn tuyệt vời. Âm thanh được tràn ra hai bên nhiều hơn. Đó. Sử dụng với các nhạc cụ thì rất là ok, rất là hay, rất là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sử dụng nó với một cái track nhạc như thế nào? Giả dụ ở đây mình có một cái track nhạc như thế này, bây giờ mình sử dụng công cụ wider thì nó sẽ bị như thế nào? Bạn sẽ nghe thấy là có một chút đả pha bên trong, nó không ổn định. Bạn sẽ nghe thấy là âm thanh bên trái bên phải mất sự cân bằng. Chính vì cái wider này mất sự cân bằng bên trái bên phải nhờ cái việc đảo pha giữa hai bên kênh trái và bên phải, nên là âm thanh của chúng ta, các bạn hãy nghe thấy là nếu chúng ta sử dụng wider vào công việc mastering thì hoàn toàn không ok. Hoàn toàn không ok, đặc biệt là những track âm thanh nổi, đặc biệt là tranh tranh nhạc. Nhưng nếu các bạn sử dụng nó trên cái nhạc cụ, đặc biệt là những nhạc cụ mono như kiểu này, nó sẽ tạo cảm giác âm thanh nổi rất là ok. Hoặc là những cái bản nhạc sử dụng synthesizer hoặc là nhạc cụ ảo, sử dụng wider là một công cụ mở rộng rất là ok. Khi chúng ta mở rộng đơn thuần thì lúc này chúng ta có thể tùy ý công việc chúng ta mix nhạc, tức là lúc này chúng ta mix nhạc, chúng ta đặt nhạc cụ nó ở vị trí nào, lúc này chúng ta sẽ thêm reverb vào, thêm độ sâu vào, chúng ta sẽ EQ với nó thì hoàn toàn là phù hợp hơn. Vì thế là các công cụ đơn giản, nó chỉ là mở rộng đơn giản, tôi chỉ mở rộng thôi thì hoàn toàn rất là ok, rất là good về các chức năng của nó. Nó không bị pha tạp bởi một số các chức năng khác, vì thế là nó dễ kiểm soát hơn và rõ ràng mixing chúng ta dễ dàng hơn. Thì đó là cái plugin Free Wider ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở clip sau. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.